có thích nước Mỹ không? Chương 16 Thư ký Trịnh Vi và trợ lý Trần Hiếu Chính Vì lấy chồng nên Nguyễn Nguyễn quay lại thành phố G. Đây là niềm vui khiến Trịnh Vi vui nhất. Thực ra công việc của cô ở thành phố S khá tốt. Nhưng với Nguyễn Nguyễn, điều quan trọng hơn vẫn là cuộc sống gia đình hiện tại. Cô bình tĩnh đi tìm công việc mới, một điều rất rõ là bác sĩ Ngô Giang không muốn để cô vợ mới cưới của mình phải bôn ba vì cơm áo gạo tiền, rất nhiều lần chỉ cần hết giờ làm việc, Trịnh Vi lại đi nửa vòng thành phố để đến nhà Nguyễn Nguyễn ăn cơm trực. Cô rất ít khi gặp bác sĩ Ngô Giang ở nhà, Nguyễn Nguyễn cũng nói anh ấy bận lắm. Trong khoa anh ấy, các bác sĩ có thâm niên, cao hơn anh ấy lại không đủ sức khỏe. Các bác sĩ trẻ lại chưa thể đảm nhiệm công việc của mình. Các cả phẫu thuật quan trọng, phần lớn đều để anh trực tiếp mổ. Thời gian trực vốn đã xếp kín, thỉnh thoảng ở nhà ăn bữa cơm cũng không được yên thân. Điện thoại gọi đến là lại phải hối hả ra khỏi nhà chính vì lẽ đó anh rất cần có một người vợ hiền đảm đang ít nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà cảm nhận được tổ ấm gia đình nếu nguyễn nguyễn cũng đi làm cả hai đều bận rộn như thế còn gọi là gì là nhà nữa trịnh vi ngồi dưới giàn chanh leo trên sân thượng nhà nguyễn 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 tự tay mua về trồng sau khi cưới chẳng mấy chốc nó đã leo kín giàn trịnh vi nhìn nguyễn nguyễn đang chăm chú tưới cây hỏi cậu ở nhà suốt ngày thế này mà không thấy chán sao nguyễn nguyễn nói ngày nào tớ cũng có bao nhiêu việc để làm lúc nào cũng cảm thấy không đủ thời gian làm gì có lúc nào rỗi ngô giang là người thích sạch sẽ vỏ ga vỏ gối vỏ chăn ở nhà đều màu trắng, ngày nào cũng phải thay giặt, sàn nhà sạch bóng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào không được nhìn thấy bụi, ăn uống cũng rất kén chọn. Trước khi cưới, anh ấy thuê một người giúp việc theo giờ, hàng ngày đến dọn dẹp nhà cửa 3 tiếng. Sau khi cưới, Nguyễn Nguyễn để tiện cho việc chăm sóc Nguyễn Nguyễn, anh đổi người giúp việc theo giờ đó thành người giúp việc cả ngày. Nhưng chưa đầy một tháng, Nguyễn Nguyễn đã phát hiện ra một vấn đề. Khu nhà họ đang sống nằm ở khu vực có phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất thành phố. Yên tĩnh, sạch đẹp, không cần nói làm gì, nhưng cơ sở hạ tầng chung quanh không đồng bộ, phần lớn các hộ trong khu chung cư này đều có xe riêng, siêu thị hoặc ở gần, chợ nhất cũng phải lái xe hết 15 phút. Người giúp việc không biết lái xe, còn bến xe buýt thì lại cách quá xa, để người giúp việc tiện trong việc mua thức ăn hàng ngày, Nguyễn Nguyễn phải lái xe đưa đón chị ấy. Nguyễn Nguyễn cảm thấy làm như thế rất phức tạp hóa một vấn đề rất đơn giản. Cô không phải là tiểu thư đài các gì, Cô tự cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được công việc gia đình. Vì thế, sau khi được bác sĩ Ngô Giang đồng ý, cô đã trả thêm 3 tháng lương cho người giúp việc đó và cho nghỉ để cô tự tay chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh. Cô làm việc vốn chu đáo, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều chăm lo đâu vào đấy. Bác sĩ Ngô Giang ngoài những lời khen và cảm động trước sự đảm đang của vợ, càng thấy yên tâm công tác hơn chưa đầy 35 tuổi đã trở thành trụ cột trong ngành. Anh thường nói tất cả những điều này là do anh có một người vợ hiền. Trịnh Vy nhắm hở mắt nói, mấy hôm trước tớ gọi điện cho Trừ Bắc, cô nàng vẫn chưa học xong, chắc là do bị kích động mạnh, năm nay lại thi tiến sĩ. Nói đến chuyện của cậu, Trừ Bắc bảo có thể gọi cậu là nỗi sỉ nhục của phụ nữ Trung Quốc thời đại mới. Nói thật đấy, nếu người khác biết một người tốt nghiệp với số điểm cao nhất của khoa xây dựng trường đại học X khóa X à, trường của trường đại học G khóa X cuối cùng lại trở thành một bà nội trợ thật đúng là quá khôi hài Nguyễn Nguyễn tỏ ra không chịu thế thì có sao ít nhật các kiến thức chuyên ngành của tớ cũng đã giúp tớ có một tay nghề khá ổn trong công việc chăm sóc vườn hoa này Trịnh Vi tỏ ra bất bình thay cho bạn tớ đến mấy lần rồi Cuối tuần cũng không thấy anh chồng bác sĩ đáng kính của cậu ở nhà. Anh ta giỏi thật đấy, một chiếc nhẫn cưới là đổi được một người giúp việc, bàn ngày làm việc, tối đến ngủ cùng. Nguyễn Nguyễn, lần gần đây nhất nơi cậu ăn cơm với anh ta là hôm nào? Không lâu đâu, bà hôm trước thôi. Trịnh Vi thở dài, <laughs> chuyện chưa bao giờ nghe thấy. Không ngờ lại xảy ra ở nước Đại Thanh, anh ta cũng chỉ là một bác sĩ khoa ngoại, đầu có phải là phi công vũ trụ, lấy vợ rồi, gì phải đến nỗi bận như vậy, thế mà cậu cũng chịu được. Cậu còn nhớ hình dáng của anh ta không? Nguyện Nguyện chăm chú nghĩ một lát rồi bật cười. <cười> Ngốc ạ, à, đàn ông coi trọng sự nghiệp thì có gì là xấu? Thế cậu không sợ anh ấy ngoại tình à? Ngoại tình? Nguyện Nguyện cười rồi lắc đầu. Chỉ mong anh ấy có thời gian rỗi để nghĩ đến chuyện đó. Tôi đoán với thói quen nghề nghiệp của anh ấy, nhìn thấy phụ nữ khỏa thân là chỉ muốn rạch dao. Trịnh Vy bật cười. cười. Khủng khiếp quá Tiện tay, cô kéo một chiếc lá trên đầu, trần trừ một lát rồi cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi. Thế, thế anh ấy có biết chuyện trước kia của cậu không? Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Tớ không biết anh ấy có biết hay không, có lẽ trong lòng anh ấy biết rất rõ, nhưng ít nhất anh ấy chưa bao giờ hỏi. Vi Vi, nghe lời tớ, những chuyện như thế nếu không hỏi thì cậu đừng bao giờ nhắc. Hãy để chuyện đã qua lùi vào dĩ vãng. Điều quan trọng nhất là hiện tại. Thực ra anh ấy rất tốt với tớ, rất tôn trọng tớ, cũng rất gần gũi, quan tâm đến tớ. Nhớ ngày sinh nhật của tớ, ngoài Tết Thanh Minh ra, ngày lễ nào cũng tặng hoa, <laughs> Mặc dù những ngày đó đều được lưu trong lịch điện thoại di động của anh ấy, nhưng ít ra là anh ấy quan tâm. Ngoài công việc quá bận rộn ra thì tớ không biết còn chê anh ấy ở điểm nào. Thế cậu có hạnh phúc không?" Trịnh Vi hỏi. Nguyễn Nguyễn vặn lại, "Định nghĩa về hạnh phúc là gì?" Cuối cùng Nguyễn Nguyễn lảng sang chủ đề khác, "Đừng nói chuyện của tớ, cậu và Lâm Tĩnh thế nào rồi?" cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau à chắc không đơn giản chỉ chào nhau một câu thôi chứ trịnh vi xé chiếc lá đang cầm trên tay còn biết làm thế nào thực ra có rất nhiều vấn đề tớ đều hiểu chỉ có điều là không thể vượt qua được những ám ảnh ở trong lòng nếu mà hồi đó anh ấy không đi con của tớ và anh ấy phải biết gọi cậu là cô rồi nhưng anh ấy đi mà không nói câu nào tớ gặp <laughs> trần hiếu chính đây có lẽ là cái duyên số mà mọi người thường hay nói nếu nói lâm tĩnh là người đem lại cho tớ giấc mơ về tình yêu đầu đời thì trần hiếu chính mới là người đem lại cho tớ uh, tình yêu thực sự vì anh ấy tớ mới học được cách làm thế nào để yêu một người học được cách làm thế nào để thể hiện tình yêu tớ học xong anh ấy cũng ra đi kể cả là như thế. Vì đã từng có anh ấy nên tớ và Lâm Tĩnh không thể quay lại. Không biết vì sao lần nào đối mặt với Lâm Tĩnh tớ cũng cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng anh ấy không còn là người mà hồi nhỏ tớ một lòng một dạo muốn lấy làm chồng. Thế các cậu còn liên lạc với nhau không? Thỉnh thoảng, ngoài lời nhắn tin hôm đó của anh ấy về sau bọn tớ không nhắc gì đến chuyện này nữa. Thỉnh thoảng đi ăn cũng cùng nhau coi nhau như là bạn cũ tớ cũng ngại từ chối tớ chỉ sợ một ngày nào đó ngay cả oán hận của tớ đối với anh ấy cũng không còn nữa bao tình cảm trong 17 năm cuối cùng còn giữ được bao nhiêu nếu không đến chơi với nguyễn nguyễn phần lớn thời gian còn lại của trịnh vi dành để sống một mình người bạn thân nhất bên cạnh cô vẫn là nguyễn nguyễn cuối cùng cũng chỉ còn lại nguyễn nguyễn mà thôi Mặc dù ngày ngày sống chung một mái nhà với Thiếu Nghi, nhưng cô và Thiếu Nghi không thể thân mật hơn. Nhắc đến tính cách dở hơi đó của Thiếu Nghi cũng thấy khó chịu thật. Trịnh Vi cảm thấy sự theo đuổi của Hà Dịch đối với Thiếu Nghi thực sự ngông cuồng và khó lý giải. Người ta càng không muốn gặp, anh ta lại càng xông tới, gài bẫy lửa dối, bao vây chặn đường. Có chiều nào xài hết, có chiều nào xài hết chiều ấy. Nhưng mà Thiếu Nghi vẫn không mảy may động lòng. Ai cũng bảo Thiếu Nghi không biết điểm, mặc dù nhờ có mối quan hệ cô ta mới được vào công ty hai, nhưng người họ hàng giúp cô ta đã rời vị trí lãnh đạo từ lâu, trong khi Hà Dịch lại là cậu ấm của vị lãnh đạo có quyền uy nhất trong Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, trong cũng khôi ngô tuấn tú. Được Hà Dịch để mắt tới quả là một diễm phúc lớn, nhưng Trịnh Vi cũng mơ hồ đoán được Hà Dịch không phải mẫu người mà Thiếu Nghi thích, vì quá khứ ham chơi, thích trêu hoa, gẹo nguột của anh là điều thiếu nghi tối kỵ. Rất hiếm đàn ông được lọt vào mắt xanh của thiếu nghi. Trịnh vì may mắn được chứng kiến một lần. Hôm đó cô ăn cơm ở nhà ăn trong trụ sở công ty. Đúng lúc gặp thiếu nghi. Hai người ngồi ăn cùng bàn. Mặc dù không nói gì nhiều, nhưng cũng hỏi thăm nhau vài câu. Nhưng khi có một người đàn ông vô tình đi ngang qua, Cô phát hiện thấy hai má của thiếu nghi đỏ bừng lên rất đáng ngờ. Thực ra Trịnh Vi cũng đã từng gặp người đó. Nghe nói là anh chàng đẹp trai nhất viện thiết kế, trông rất dễ khiến người ta say như điếu đổ. Nhưng mà gia đình anh ta rất có vai vế, làm việc ở viện thiết kế chỉ do hứng thú. Với mẫu người này, Trịnh Vi luôn giữ thái độ, chỉ nên ngắm nhìn mà không đùa cợt. Lần trước trong hội thi đấu cờ vây của ngành kiến trúc, Cô còn tự tay loại anh chàng này, nhưng nói đi nói lại chẳng ra gì. À, nếu cô là anh ta, chắc chắn cô sẽ không làm những việc để lộ điểm yếu của mình như thế. Nói ra cũng trùng hợp lạ. Hôm đó anh chàng đẹp trai vừa đi qua, Thiếu Nghi ngượng ngùng trước mắt, ánh mắt theo dõi của Trịnh Vi. Rồi Thiếu Nghi quay đầu khẽ ho hai tiếng, không ngờ nhìn thấy dưới sàn nhà cạnh bàn ăn có một sợi dây chuyền bạc. Cô liền nhặt lên thấy mặt dây chuyền giống ngọc cẩm thạch, nhìn giống chiếc khuyên tai hình giọt lệ. Trước khi anh chàng đẹp trai đi qua thì sàn nhà không nhìn thấy gì, thiếu nghi không kịp nghĩ gì bèn đuổi theo ngay. Mấy phút sau quay lại tiếp tục âm thầm ăn cơm. Trịnh Vi không nén nổi tò mò, cũng không thèm để tâm đến uh, uh, việc ăn cơm, uh, đến sự lạnh lùng của cô bạn, ghé sát vào hào hứng hỏi. Trời cho cơ hội ngàn vàng, có tiến triển gì không? nhặt được tín vật mà chàng không gửi tặng nàng cái gì để làm tin à? Thiếu nghi hậm hực nói vơ vẩn, anh ta cũng cuống cả lên. Lúc tớ vừa mới cầm sợi dây chuyền đi tới, anh ta liền xông tới rằng ngay sợi dây chuyền, mắt như là trực khóc. Tớ bảo với anh ta là em có phải kẻ ăn trộm đâu, em nhặt được nên là mang trả lại cho anh. Ấy. Không ngờ anh lại rút ví ra định đưa cho tớ tiền. Trịnh Vi cười rất to. <cười> trước sự đau khổ của cô bạn thật bại thất bại lớn <laughs> giấc mơ hoài xuân tiêu tan rồi phải không lần này không ngờ thiếu nghi cũng không quặc lại cô nói với cô với vẻ than thở Ai, anh ta coi trọng sợi dây chuyển như vậy tớ đoán này chắc chắn là sợi dây đó có liên quan đến một cô gái rất quan trọng với anh ta Giỏi thì cậu phải ra mặt so tài với chủ nhân của sợi dây chuyền đó. Đừng bảo tớ là không báo cho cậu biết thông tin nội bộ nhá. Cô Lý, chủ tịch công đoàn nói là ngày trước anh chàng cũng có người yêu đấy. Sau này không hiểu sao lại chia tay rồi. Thiếu nghi cười vẻ diễu cực. <laughs> tớ thích những người đàn ông trung thủy trong chuyện tình cảm. Nhưng những người đàn ông kiểu này thì sẽ không để mắt đến tớ đâu. Chỉ là thưởng thức mà thôi. Trịnh Vi bĩu môi, đột nhiên cô trời ác hét lớn. Hà Di, anh cũng ở đây hả? Suýt nữa, thiếu nghi làm đố bát canh trên tay. Sau đó không lâu, cậu ấm Hà Dịch nửa đêm đùa xe máy cùng bạn bè, đâm phải giải phân cách, suýt nữa thì biến thành người tàn phế. Anh ta cũng biết lợi dụng cơ hội, nằm trong viện dên la, tuyên bố nếu thiếu nghi không đến thăm, anh ta sẽ không ăn gì. Tổng giám đốc và phu nhân tức mà là không làm gì được một lần nữa thiếu nghi lại trở thành tâm điểm của các cuộc bàn tán các nhân viên trong cơ quan lãnh đạo công ty thụy thông thay nhau đến tìm đến khi trịnh vi mang hoa đến bệnh viện thăm thiên tài hà dịch quá nhiên phát hiện thiếu nghi mặt lạnh hơn băng à, bắc dương đang hậm hực ngồi bón cháo cho hà dịch với nụ cười hoàn hỉ chỉ có điều vẻ mặt lúc đó khiến trịnh vi cảm thấy không phải cô nàng đút cháo vào miệng hà dịch mà là đút thạch tín vết thương của Hà Dịch chưa khỏi hẳn, nội bộ tổng công ty đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Công ty 6 và công ty Thụy Thông chỉ trong một tháng đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cả hai vụ đều là công nhân thi công đang làm việc trên cao rơi xuống đất chết. Vấn đề an toàn lao động trong ngành kiến trúc và ngành khai thác mỏ trong nước vốn đã chịu nhiều tai tiếng. Các doanh nghiệp thi nhau lấy đó rút kinh nghiệm. Trong ngành có một câu nói rằng làm ít chưa đến mức phải chết đói, nhưng nếu xảy ra tai nạn lao động, mọi người đều có thể chết đói. Sau khi công ty 6 để xảy ra sự cố công nhân chết. Sự cố hoàn toàn là do thao tác sai gây ra, các lãnh đạo của tập đoàn kiến trúc Trung Quốc đã phối hợp đã phải đối mặt với áp lực rất lớn. Bản báo cáo về tai nạn lao động vừa nộp lên trên giàn giáo của công ty Thụy Thông rơi xuống lại khiến bà công nhân chết ngay tại chỗ. Đây quả là trời muốn hại tập đoàn kiến trúc Trung Quốc. Giám đốc của công ty 6 và công ty Thụy Thông bị cách chức ngay lập tức và người chịu trách nhiệm lớn nhất trong tập đoàn chính là cha của Hà Dịch cũng không được ngồi yên. Đáng lẽ Kết quả tồi tệ nhất của vụ này cũng chỉ là công ty 6 và công ty Thụy Thông bị trao giấy phép bỏ thầu. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc phụ trách an toàn lao động bị xử hình xử phạt hành chính. Nhưng đúng như câu mà cậu bạn nói những câu người ta đã nói đó là rộng đổ bìm leo. Tổng giám đốc vừa gặp nạn các chứng cứ cho thấy là trước kia ông ta lợi dụng chức quyền đã bị người ta móc hết ra. Mọi người đều biết rõ đây là kết quả của vụ tranh giành quyền lực trong nội bộ tập đoàn mà thôi. Ngày sau đó, Viện Kiểm soát liền bắt tay vào điều tra. Chứng cứ rõ ràng, vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc một thời danh tiếng lẫy lừng đã ngã ngựa ngay lập tức. Bí thư đảng ủy của công ty tạm thời nắm quyền quản lý chung. Đất dây thì dễ động dưng, huống hồ một cơn phong ba lớn như vậy. Mọi việc Thời gian đó, ngay cả chu cù cũng phải hết sức thận trọng trong mọi việc, bồn bà chẻo chống, cố gắng nắm bắt cơ hội trong giai đoạn giao tranh quyền lực trong nội bộ công ty để giữ an toàn cho mình. Lúc này đây, mọi người bắt đầu thấy may cho thiếu nghi, may mà cô tỉnh táo, chưa bị mê hoặc vì bề ngoài giàu có của gia đình họ Hà mà lấy Hà dịch. Chỉ có Trịnh Vi biết, kể từ khi gia đình họ Hà xảy ra chuyện lớn, ông bố bị bắt, Bà mẹ khóc hết nước mắt, một mình thiếu nghi đêm nào cũng ở bên chăm sóc hà dịch. Cô không biết hành động này của thiếu nghi là xuất phát từ sự thương hay bản chất thương người của người phụ nữ. Nhưng không thể không thừa nhận lần này cô bạn thiếu nghi với tính cách khó chịu, lập dị đã khiến cho Trịnh Vi phải nhìn bằng ánh mắt khác trịnh vi cũng lén đến bệnh viện thăm hà dịch mấy lần cậu công tử một thời hào hoa phong nhã cười nói hớn hở giờ đây lại lặng lẽ khiến cô thực sự cảm thấy không quen cô cũng không biết nói gì chỉ liên tục nhắc lại một câu việc gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực chẳng có khó khăn gì là không vượt qua được đâu lúc cô về thiếu nghi phá lệ tiễn cô ra cổng cũng vẫn không có gì để nói chỉ thở dài Nửa tháng trước đây mọi người đến thăm còn phải xếp hàng hẹn trước, lãng hoa bày kín hành lang. Sau khi mọi chuyện xảy ra, không ngờ cậu là người duy nhất của công ty đến thăm anh ấy. Mọi chuyện trên thế gian này hấp dẫn hơn bất kỳ một vở kịch nào. Thả dịch xuất viện chưa được bao lâu thì kết hôn với thiếu Nghi Trịnh Vi trở thành vị khách mời duy nhất trong bữa tiệc cưới của họ. Nguyên Bí thư Đảng ủy của tập đoàn kiến trúc Trung Quốc họ Âu Dương, tạm thời kiêm chức tổng giám đốc, quản cả công tác đảng và công việc hành chính. Sau khi nắm quyền, ông đã tiến hành một cuộc cải cách lớn trong nội bộ tổng công ty và các công ty con, không ít vị lãnh đạo của công ty con bị thay, một điều khiến Trịnh Vi cảm thấy may mắn là công ty hai ngoài phó giám đốc tiền gần 50 tuổi bị yêu cầu lùi về tuyến hai trước thời hạn vị trí của Chu Củ vẫn vững như núi Thái Sơn. Không những thế, dường như Tổng Công ty càng tỏ ra ưu ái hơn đối với Công ty 2, không những phê chuẩn cho mua một cần cẩu hạng lớn, mà còn tuyển cho Công ty 2 một nhóm kỹ sư kỹ thuật mới, trong đó bao gồm nhân viên phụ trách kỹ thuật trực tiếp, đảm nhiệm thao tác trên không kiềm trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc là một vị trí đặc biệt đãi ngộ chỉ kém phó giám đốc một chút và thông thường chức vụ này có nghĩa rằng đây là vị trí quá độ trước khi thăng tiến. Trợ lý giám đốc của công ty 2 mới nhận chức lần này mặc dù tuổi không cao, thâm niên công tác không nhiều, chỉ ở công trường 7 tháng. Nhưng mọi người đều biết rất có khả năng Vị trợ lý này sẽ trở thành người thay thế phó giám đốc tiền, phụ trách công tác phát triển thị trường và nghiên cứu phát triển kỹ thuật của công ty 2. Hôm vị trợ lý giám đốc đến, Chu Cù đích thân lái xe đến tổng công ty đón anh ta về. Phòng làm việc của anh nằm ở cạnh phòng làm việc của giám đốc mọi thiết bị và điều kiện làm việc trong đó Trịnh Vi đều phải làm theo hướng dẫn của Chu củ. tất cả đều được phân bố cẩn thận theo đãi ngộ dành cho phó giám đốc. Sau khi về đến công ty, Chu củ đã giới thiệu các bộ phận quản lý trong công ty đang tập trung ở phòng họp với trợ lý mới của mình. Vị trợ lý trẻ không hề tỏ ra ngạo mạn, đắc ý như những thanh niên thành đạt sớm các. Trông có vẻ là người ít nói làm nhiều, mặc dù ánh mắt có phần khó gần, nhưng cử chỉ đàng hoàng, nụ cười dễ chịu, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng cũng đúng mực. Lúc giới thiệu đến Trịnh Vi, anh cũng cười và bắt tay cô thời gian làm việc trên kia tôi đã nghe nói thư ký của công ty hai rất trẻ và giỏi giang là trợ thủ đắc lực của giám đốc chu sau này rất mong có được sự giúp đỡ của em trịnh vi khiêm tốn nói À, trợ lý quá khen rồi ạ. À. Anh tốt nghiệp trường nổi tiếng, rồi đi du học nước ngoài, trẻ trung, tài cán, thật phải cảm ơn các lãnh đạo ở trên tổng công ty ưu ái công ty 2 có nhân tài hoặc thiết bị tốt. Trước tiên là nghĩ đến chúng tôi, mọi bố trí trong văn phòng làm việc của anh có gì không ổn hoặc sau này trong quá trình làm việc cần bổ sung gì, anh cứ nhắc ạ. À. Trở về phòng làm việc hai cô phục vụ trẻ ở văn phòng chạy đến kéo tay trịnh vi hỏi chị vi thế nào rồi thế nào rồi trịnh vi cố gắng rút tay lại thế nào là sao mọi người đều nói ờ, vị trợ lý giám đốc mới đến ấy rất có vị đấy bọn em chưa được nhìn thấy trịnh vi chẳng buồn để tâm chị bị ngạt mũi chẳng ngửi thấy mùi vị gì cả sau này anh ấy làm việc ở đây còn sợ không có cơ hội nhìn à Vâng ạ. À, chị Vi, dạ dày của chị lại khó chịu à? Chị Vi ừ một tiếng rồi khóa mình trong nhà vệ sinh. Hết giờ làm việc, Chu Cù bảo Trịnh Vi đặt ba bàn tiệc ở Hồng Bính Lầu, tiệm ăn có tiếng gần công ty 2, để cùng lãnh đạo của công ty triều đãi trợ lý Trần Hiếu Chính và các kỹ sư mới đến. Trịnh Vi bận rộn tiếp đón mọi người, gần như không ăn được gì, mãi mới ngồi xuống Chu Cù bước đến bên cô nói khẽ. Sao sắc mặt của em khó coi vậy? Ăn tạm gì đi đã. Một lát nữa mời cậu ấy một chén. Sau này trong công việc, hai người phải gặp nhau nhiều đấy. Trịnh Vi gật đầu, ăn qua quyết thức ăn. Cầm chén rượu nhỏ, bước tới một bàn khác, đang được mọi người vây quanh. Thấy cô bước đến, mọi người đều cười và nói với trợ lý Trần Hiếu Chính hoa khôi của công ty hai chúng tôi đến rồi kìa trịnh vi đứng cạnh anh mỉm cười hai tay nâng chén em muốn mời anh một chén sau này công việc em phải học tập anh nhiều mọi người đều là đồng nghiệp thư ký trịnh không phải làm khách thế đâu à anh cứ gọi em là trịnh vi gọi em là trịnh vi trịnh vi hạ thấp chén xuống khẽ chạm cốc với anh em xin phép được uống trước Trần Hiếu Chính cũng cạn chén rượu của mình. Tối nay anh đã uống không ít, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Tôi nghe nói trợ lý tốt nghiệp ở trường đại học G rồi mới đi du học phải không? Thế thì phải là bạn cùng trường với thư ký Trịnh Vi chứ nhỉ? Có người hỏi. Trần Hiếu Chính gật đầu. À, thực ra chúng tôi còn học cùng học viện nữa đấy. Thế hồi học đại học hai người phải gặp nhau rồi chứ? Trịnh Vi cười đáp. À, có thể là đã gặp rồi ạ, chỉ có điều sau này lại quên mất. Tử lượng của cô không tồi, lâu lắm rồi chu cù không thấy cô thế này. Uống rượu xong sắc mặt không hồng hào mà lại có vẻ xanh sao? À, hôm nay dạ dày của em không được tốt. Trịnh Vi khẽ nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nôn sạch ở trong đó. Cô bám vào tường rồi bước ra dùng nước lạnh rửa mặt ngẩng đầu nhìn vào gương đột nhiên cô dừng tay lại để mặt cho nước lăn xuống vi trịnh anh định nói gì nhưng lại thôi trong giây lát cô chợt bừng tỉnh quay đầu cười với người đứng sau lưng mình rồi cô rút tờ giấy ăn lau nước trên mặt và quay trở lại bàn ăn